Em xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh video của em. Hôm nay em đang có mặt tại thủ đô Hà Nội. Ở chỗ chúng ta đang đứng đây là phía chân cầu vượt Ion Long Biên, hướng Cổ Linh đi lên cầu Vĩnh Tuy. Đây là một trong những nút giao thông, những cái đoạn mà rất là đông đúc, đông xe. Cái thời điểm hiện tại em đang đi đây là vào khoảng 10 giờ sáng. Tuy nhiên là cái mật độ lưu thông lên trên cầu vẫn là rất đông và dày đặc. Thì những cái giờ cao điểm buổi sáng thì ở chỗ này rất tắc, và khoảng độ 8 giờ sáng thì rất là tắc. Đây chúng ta có thể thấy là cái phần lưu thông của các phương tiện rất là nhiều. Từ những chiếc xe con đã có nhiều hơn trước rất nhiều, trên những chiếc xe tải và xe máy. Thì mọi người đang cùng di chuyển từ hướng bên Long Biên, Cổ Linh, đường D cũng như là từ đường 5 để rẽ lên cầu Vĩnh Tuy đi sang bên các quận trung tâm của Hà Nội như là Hoàng Mai và Hai Bà Trưng. Đây chúng ta thấy là xe đang nối đuôi nhau để đi lên cầu. Thì cầu Vĩnh Tuy hay bị tắc ở cái đoạn này, đoạn chúng ta đang đứng đây. Thì ở phía bên kia đường thì đã đang được tiến hành và triển khai cái cây cầu Vĩnh Tuy 2 sắp xây dựng xong rồi. Chắc chỉ khoảng nửa tháng nữa thôi là xong. Thì hy vọng là sau khi xong thì cũng sẽ giảm thiểu được phần nào cái đoạn ùn tắc ở phía dưới chân cầu này. Thì khi mà lên cầu thì các xe sẽ được thoát lên cầu nhanh hơn, thì sẽ không bị ùn ứ ở bên dưới chân cầu. Đây là hướng chúng ta đang nhìn lên cái cây cầu Vĩnh Tuy. Thì ở cây cầu Vĩnh Tuy của giai đoạn 1 này, chúng ta thấy là có những cái biển báo phân làn ở trước mặt kia, giới hạn tốc độ 50 cây. Cũng như ở đây có làn dành cho xe ô tô, làn dành cho xe máy, và làn ô tô và làn xe máy. Rất nhiều chiếc ô tô xe máy đang nối đuôi nhau để đi lên cầu.